Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nguyên nhân cốt lõi của tham nhũng là bản chất chế độ độc tài và thiếu minh bạch. Ngày 29 tháng 4, BBC tiếng Việt có bài, ông Vương Đình Huệ mất chức, còn ai trong sạch như tuyết. BBC cho biết, các nhà quan sát mà họ phỏng vấn đều cho rằng việc trừng phạt các lãnh đạo không giải quyết được cốt lõi vấn đề tham nhũng vốn bắt nguồn ngay trong chính nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các nhà quan sát nhận định rằng việc thiếu một nhà nước pháp quyền và một quy trình kế nhiệm minh bạch cho thấy sự yếu kém trong công tác xây dựng đảng của tổng trọng và một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong nội bộ đảng cộng sản việt nam theo bbc chính sách xây dựng đảng của ông trọng phải luôn luôn đi đôi với chấn chỉnh củng cố đảng ông yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn có biểu hiện cơ hội chính trị tham vọng quyền lực vào đội ngũ và đây là hình bài trên bbc như vậy có nghĩa những người còn lại phải trong sạch như tuyết không chút tỳ vết BBC dẫn lời giáo sư Cartier, nhà quan sát chính trị Việt Nam từ Úc. Tuy nhiên, công tác này, theo thực trạng đến nay và theo đánh giá của các nhà quan sát đã thất bại, BBC cho hay. Bởi chưa nói tới việc giới lãnh đạo có thực sự liêm chính hay không, giáo sư Cartier chỉ ra rằng các phe phái trong đảng sẽ luôn tìm ra tì vết của nhau hoặc ít ra cũng tìm ra tì vết thuộc cấp của họ. Điều kỳ khôi là nguyên tắc chịu trách nhiệm người đứng đầu đã không được áp dụng với tổng trọng. Hiện ông Trọng đang có vấn đề về sức khỏe, do đó chuyển kế vị ông hẳn là nhiệm vụ trọng tâm của đảng. Theo cách nói của người Mỹ, ông Trọng là một tổng bí thư vịt què, theo giáo sư Carter. Tuy nhiên, với tình trạng sức khỏe hiện nay, cùng với vấn đề tuổi tác, ông Trọng đã không thể chọn được người kế vị do tranh chấp giữa các phe phái. Những vấn đề trong đảng cho thấy công tác nhân sự rất yếu kém, ông Taylor bình luận. Để thay thế vị trí của ông Trọng, nguồn nhân lực hiện nay chỉ có 3 người trong bộ chính trị dưới 65 tuổi, nhưng cả ba đều có tầm ảnh hưởng không đáng kể. Giáo sư Kha Dơ cho hay, vào tháng 11 năm 2023, khi đi công tác tại Việt Nam, ông được cho biết Việt Nam sẽ thay đổi điều lệ đảng và nâng độ tuổi tham gia bộ chính trị lên 70 hoặc 71 tuổi. Và đây là hình tổng bí thư Vịt Què Nguyễn Phú Trọng. Vậy là sẽ có những người già hơn, đây là sự quản lý yếu kém, và đây không phải là cách để một đất nước phát triển. BBC dẫn quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà quan sát chính trị và bất đồng chính kiến nổi tiếng tại Việt Nam cho rằng vấn đề là phải bắt trúng bệnh gốc, chứ không phải bắt một, hai hay 100 người bỏ tù một ông ủy viên trung ương, 10 ông tướng quân đội hay bảy tám ông tướng công an xử lý hết ông nọ đến ông kia. Đó không phải là cách làm bài bản, không đánh vào nguyên nhân cốt lõi. Cốt lõi là chính bản chất của hệ thống này. Ông nói rằng việc hạ bệ hàng loạt cán bộ cấp cao đỉnh điểm là ba tứ trụ mất chức trong vòng hơn một năm với lý do không được minh bạch cho lắm, khiến người dân mất niềm tin vào đảng. Ông A đánh giá vì nó không minh bạch nên ai cũng muốn lên vị trí đó. Việc cạnh tranh là tốt, lành mạnh, không có gì là không tốt, đáng chê cả. Nếu cạnh tranh theo quy trình lành mạnh, chứng minh được tôi thỏa mãn các tiêu chí đó, thì đó là một quy trình làm cho việc kế vị rõ ràng, minh bạch và người dân được thấy rõ. Lúc đó sẽ không có chuyện đồn đoán, Tiếc là vài năm trở lại đây, chuyện đồng đoán nở rộ, vì bây giờ công nghệ cho phép sự đồng đoán này lan ra nhanh chóng. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng, điều này cho thấy một chính sách kế vị thất bại hoàn toàn, một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nguyên nhân cốt lõi của tham nhũng là bản chất chế độ độc tài và thiếu minh bạch. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin những lý do dẫn đến tình trạng quan chức có sân sao. VOA tiếng Việt ngày 28 tháng 4 bình luận từ vụ Vương Đình Huệ tại sao các quan lớn Việt Nam có sân sau? Theo đó, chỉ trong thời gian ngắn, Việt Nam đã phân phôi ra hai tập đoàn có quan hệ dây mơ rễ má với các quan chức từ cấp tỉnh lên đến cấp trung ương, tập đoàn Phúc Sơn và tập đoàn Thuận An. VOA dẫn nhận định của tiến sĩ Lê Đăng Doanh, của thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cho rằng, tình trạng săn sau có sự can thiệp của những người có quyền lực là hệ quả của một hệ thống pháp luật không cụ thể và chồng chéo, trùng lấp và có điểm mâu thuẫn với nhau. Và đây là hình bài trên VOA. Ông Doanh chỉ ra ví dụ Luật đất đai có nội dung liên quan nhưng lại trỏi nhau với luật đầu tư công, luật nhà ở, luật đấu thầu. Điều đó khiến cho các doanh nghiệp gặp nhiều rủi ro pháp lý, vì hoạt động của họ có thể phù hợp với điều kiện này nhưng lại vi phạm điều luật khác. Do đó, họ phải tìm đến sự bảo trợ của các quan chức. Theo cảm quan của tôi và qua tiếp xúc với các doanh nghiệp thì các doanh nghiệp tư nhân khi muốn kinh doanh ở Việt Nam đều muốn có mối quan hệ và được sự che chở của một hay nhiều người có quyền lực liên quan đến lĩnh vực họ kinh doanh điều ấy sẽ dẫn đến môi trường kinh doanh không công khai, không minh bạch, không trong sạch và có thể bị bóp méo vì những lợi thế không phải năng suất lao động, không phải do tiến bộ khoa học kỹ thuật, ông Doanh nói. VOA dẫn quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà bất đồng chính kiến ở Hà Nội nói rằng, trong một nền kinh tế phát triển khá nhanh như Việt Nam, thì chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng quan chức móc ngoặt với doanh nghiệp để chia chác thành quả cũng như tài nguyên đất nước. Theo quan sát của ông A, thì lương quan chức hiện giờ rất thấp so với các doanh nhân. Từ mớ bồng bông đó dẫn đến một khế ước xã hội ngầm là phải chia chác bằng một cách gì đấy phần lợi nhuận sinh ra. Khi cơ hội nảy sinh thì không thể không có chuyện người ta bằng cách này hay cách kia tham nhũng. Dễ nhất là quyền quản lý đất, quyền cấp phép cái này, cái kia, tạo điều kiện trúng thầu. Và đây là hình những lãnh đạo cấp cao đã mất chức gần đây. Ông A cho biết tình trạng này đã xảy ra ở Việt Nam được 30 đến 40 năm rồi và quy mô hành vi ngày càng lớn theo quy mô nền kinh tế và không chỉ ở các quan chức cấp cao trong phạm vi tứ trụ mà là toàn bộ bộ máy nhà nước. Có một nghịch lý lạ, thu nhập chính thức của các quan chức nhà nước từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh rất thấp so với mặt bằng thị trường nhưng ai cũng muốn chạy để vào được các chức đấy. Ông chỉ ra. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh thì chỉ ra rằng Tình trạng này xuất hiện bởi vì hiện nay cơ chế giám sát quyền lực của Việt Nam vẫn còn có những lỗ hỏng. VOA cũng dẫn lời tiến sĩ Võ Trí Thành, nguyên phó viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nói rằng đây là một hiện tượng không tốt cho phát triển kinh tế, nhất là nhìn trong dài hạn, nguồn lực phát triển méo mó và gây ảnh hưởng niềm tin xã hội vào con đường phát triển cải cách của Việt Nam. Ông giải thích vì các doanh nghiệp đưa tiền bôi trơn cho các quan chức sẽ dẫn đến nguồn lực bị phân bổ méo mó vì nó không dựa trên các yếu tố cạnh tranh minh bạch và khiến nguồn lực không được phân bổ đến nơi tốt nhất có thể về cách giải quyết tiến sĩ lê đăng doanh cho rằng chính phủ việt nam đang cố gắng cải thiện môi trường luật pháp để rõ ràng hơn công khai hơn và minh bạch hơn tuy nhiên dù có cải thiện nhưng môi trường kinh doanh việt nam hiện vẫn ở mức trung bình thấp ông doanh cho rằng cần phải chuyển đổi mạnh sang kinh tế số doanh nghiệp số chính phủ điện tử mới cải thiện được tình hình hiện nay và chính phủ Việt Nam cũng cần phải ưu tiên xây dựng hệ thống giám sát quyền lực. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Những lý do dẫn đến tình trạng quan chức có sân sau. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.